Mới đây, liên danh nhà đầu tư dự án Diễn Châu Bãi Vọt và các ngân hàng tài trợ vốn ký kết hợp đồng tín dụng dự án với hạn mức 3.560 tỷ đồng. Đây là dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2016-2021 cuối cùng theo hình thức PPP, hoàn tất ký kết huy động vốn vay tín dụng. Thông tin từ Vụ Đối tác Công tư, Bộ Giao thông Vận tải cho hay, cao tốc Bắc Nam đoạn Diễn Châu Bãi Vọt trải qua rất nhiều khó khăn đàm phán giữa các bên mới hoàn thành ký kết tín dụng. Dự án có 36 tháng thi công xây dựng, tuy nhiên đến nay chỉ còn 27 tháng, trong khi trên tuyến có nhiều công trình lớn, yêu cầu phức tạp như hầm Thần Phủ, cầu Hưng Đức. Do đó, để công trình đạt tiến độ cần nỗ lực lớn của nhà đầu tư, đơn vị thi công cũng như sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương. Cơ quan có thẩm quyền kiên quyết không chấp nhận đưa công trình vào khai thác nếu như không đảm bảo chất lượng yêu cầu. Công ty cổ phần đầu tư Phúc Thành Hưng, doanh nghiệp dự án, cam kết sẽ tập trung tối đa mọi nguồn lực, sáng tạo trong quản trị, điều hành để hoàn thành dự án theo đúng tiến độ. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 11.157 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn nhà đầu tư huy động khoảng 5.090 tỷ đồng và nguồn vốn nhà nước tham gia hơn 6.067 tỷ đồng. Hợp đồng BOT ký giữa Bộ Giao thông Vận tải với liên danh nhà đầu tư, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Hiệp, CNCO 4, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Núi Hồng, tổng công ty xây dựng Trường Sơn, công ty đầu tư xây dựng Vina 2 và công ty cổ phần đầu tư Phúc Thành Hưng, doanh nghiệp dự án. Cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt dài khoảng 50 km đi qua địa phận hai tỉnh Nghệ An 44,4 km và Hà Tĩnh 4,9 km. Để phù hợp với nhu cầu vận tải, giai đoạn 1 của dự án được phân kỳ đầu tư với quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 17m, vận tốc thiết kế 80 km/h. Diễn Châu Bãi Vọt là cao tốc đầu tiên qua Nghệ An và Hà Tĩnh, được khởi công hồi giữa tháng 5 năm 2021. Khi hoàn thành, cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt không chỉ giúp Hà Tĩnh tạo sự liên kết vùng, kết nối khu kinh tế Vũng Ánh, thị xã Kỳ Anh với các trung tâm dịch vụ hậu cần, cảng biển, mà còn góp phần hoàn thiện hệ thống đường bộ cao tốc Bắc Nam, kết nối các trung tâm kinh tế, khu công nghiệp của Bắc Trung Bộ nói riêng và cả nước nói chung, góp phần giảm tải cho quốc lộ 1, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, tạo tiền đề phát triển kinh tế, gắn kết hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.